Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn kiếm tiền với Mofin. Các bạn có thể kiếm được 5 triệu đồng trên tháng để kiếm tiền tiêu Tết ha, gần Tết rồi các bạn. Thời gian bắt đầu từ 22 tháng 12 đến 31 tháng 1 thì các bạn có thể kiếm được 0.2 Mofin cho một tin bạn các bạn đọc báo. Khung giờ là từ 11 giờ tới 12 giờ và 19 giờ tới 20 giờ. Chúng ta bắt đầu kiếm tiền, chúc các bạn kiếm tiền vui vẻ và thành công. Trước tiên các bạn hãy nhớ thông tin của mình nè. Và các bạn nhớ mã của mình là MAG4N6 để nhận 5.000 đồng đầu tiên. Các bạn vào app và tải chữ Mofin về. Các bạn tìm chữ Mofin nhớ là có hai chữ Y nha các bạn. Các bạn vào cài đặt. Sau khi các bạn cài đặt xong các bạn mở lên. Mở ở phía bên phải màn hình của các bạn có chữ tài khoản. Các bạn vào chữ tài khoản để đăng nhập. Tiếp tục các bạn chọn đăng nhập. Các bạn đăng nhập bằng Facebook của các bạn nha các bạn. Khi các bạn đăng nhập á, là nó yêu cầu nhập mã giới thiệu thì các bạn hãy nhập mã của mình nha, MAG4N6 để nhận 100 Mofin đầu tiên là tương đương với 5.000 đồng của các bạn. Một Mofin là 50 đồng Việt Nam. Rồi các bạn khi cấp nhà mạng đăng nhập á, thì các bạn lên cập nhật tài khoản để cộng thêm Mofin nhé. Cập nhật tài khoản rất đơn giản, các bạn chỉ cần cập nhật về giới tính, tình trạng hôn nhân, nơi ở, năm sinh, email. Sau đó các bạn nhấn hoàn thành và nó sẽ cộng Mofin cho các bạn. Đây là chương trình kiếm tiền với Mofin hàng ngày nha các bạn. Là đọc tin tức là 0.1 Mofin, bình luận bài viết là 0.2, chia sẻ tin tức là 0.3. Hoàn thành nhiệm vụ thì rất là nhiều các bạn. Giới thiệu bạn bè cũng nhiều. Đăng ảnh vui nè, thân hạng Tiger. Chúng ta bắt đầu với đọc tin tức ha. Đọc tin tức và đây là quy định của hướng dẫn các đọc báo là các bạn đọc ít nhất 2/3 trang. Thường thì mình đến cuối trang, mình về cuối trang cuối cùng rồi mình đợi 15 giây sau là nó tự động nó cộng cho các bạn. 0.1 Mofin nha các bạn. 0.2 là đang chương trình đón Tết nha các bạn. Chương trình đón Tết là thời gian là từ 11 giờ tới 12 giờ, 19 giờ tới 20 giờ thì các bạn được cộng 0.2. Rồi đây là số tiền trên màn hình của các bạn, thì đây là số tiền của các bạn, nó sẽ hiện ở đây. Rồi các bạn qua bên phía trái màn hình của các bạn vào bảng tin để đọc báo. Các bạn kéo, các bạn chọn một tin bất kỳ, ví dụ như cái tin là bất ngờ về danh sách con gái của bà Mai nè. Đó, thì các bạn vô đó, các bạn kéo xuống cuối cùng của cái trang đó luôn. Thì nó tự động sẽ, Mofin sẽ cộng cho các bạn sau 15 giây, 0.1 Mofin. Rồi chúng ta tiếp tục với bình luận bài viết. Bình luận bài viết khi các bạn kéo xuống cuối màn hình thì ở dưới màn hình của các bạn có hiện chữ bình luận này, có số lượng bình luận và cái chia sẻ Facebook. Thì các bạn nhấp vô và các bạn bình luận. Bình luận là được cộng 0.2 Mofin nha các bạn. Nhưng mà Mofin sẽ không cộng liền cho các bạn đâu. Ad sẽ duyệt. Khi nào ad duyệt, ad sẽ tự động cộng cho các bạn sau. Chia sẻ tin tức. Chúng ta tiếp tục với chia sẻ tin tức ha. Nãy mình có nói là chia sẻ nè, các bạn vô cái dấu ba dấu này đó, các bạn vô chia sẻ thì thường á, là các bạn sẽ được chia sẻ 100 cái trên 24 tiếng. Các bạn chia sẻ 100 cái, mỗi cái 0.3 Mofin thì các bạn sẽ được là 300 Mofin, tương đương 1.500 trên một ngày. Mình thì mình không có chia sẻ trong bản tin đâu, mình ngại lắm, mình thường chia sẻ trong tin của mình thôi, xong cái mình xóa hoặc sau 24 tiếng nó cũng tự động nó xóa. Rồi khi chia sẻ thành công thì các bạn sẽ được cộng 0.3 Mofin như thể hiện đây. Rồi chúng ta tiếp tục với nhiệm vụ ha. Nhiệm vụ thì chúng ta có hai nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ hot và nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ hot trước tiên các bạn ở dưới phần hình các bạn về chữ nhiệm vụ trước ha, thì các bạn sẽ ra được cái nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ hot thì nó sẽ có từng Mofin cụ thể cho các nhiệm vụ. Rồi các bạn vô thực hiện thì nó sẽ có hướng dẫn cụ thể luôn, à các bạn phải làm gì nó hướng dẫn cho các bạn luôn. Thường là nhiệm vụ rất đơn giản các bạn, like Facebook, chia sẻ Facebook, đăng ký kênh YouTube này, comment YouTube và comment Facebook, chụp hình rồi gửi cho ad duyệt, xong cái bắt các bạn cộng được cộng tiền. Nó không cộng tiền liền nha các bạn, khi nào ad duyệt xong các bạn mới được cộng tiền. Và để kiểm tra cái nhiệm vụ đó các bạn đã được cộng hay chưa thì các bạn vô cái phần đã làm, vô nhiệm vụ, vô cái đã làm thì các bạn sẽ thấy nè, à cái nào thành công, cái nào đang chờ duyệt và cái nào bị từ chối. Rồi còn nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ hàng ngày. Hàng ngày thì nó sẽ cộng tiền liền cho các bạn luôn, chỉ cần các bạn đọc 20 bài trong một ngày. Một ngày bạn chỉ được cộng 0.8 Mofin thôi, nhưng mà
rất là đơn giản, bạn đọc 20 bản bài 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 báo, xong các bạn vô cái phần nhiệm vụ hàng ngày rồi các bạn nhận 0.8 morphine thôi, rất là đơn giản. Rồi giới thiệu bạn bè. Giới thiệu bạn bè thì các bạn vào tài khoản nhé. Sau đó các bạn vào hình cộng người ở phía trên của màn hình, hoặc các bạn vào chữ mời bạn bè thêm vui này, hình rất là sinh động. Rồi giới thiệu, đây là mã giới thiệu của mình ha. Các bạn vào đó mà người ta sẽ hiện lên cái mã giới thiệu của các bạn. Các bạn lấy mã giới thiệu của bạn và sau đó bạn giới thiệu bạn bè, nhập cái mã giới thiệu của các bạn thì các bạn sẽ được cộng tiền morphine. Đây là hình thức để cộng tiền morphine thành công khi các bạn mời bạn bè, là bạn của các bạn phải được ít nhất 200 morphine thì bạn mới được cộng tiền, là 40 morphine ha. Còn đây là chương trình giới thiệu bạn bè 5 cấp này các bạn. Rồi rất là nhiều tiền. Nếu như mà các bạn mời được rất nhiều bạn bè của các bạn mời thêm nữa thì bạn sẽ giàu, rất là giàu nhanh thôi. Rồi chúng ta tiếp tục khám phá cái mục tài khoản này ha các bạn. Tài khoản này cũng rất là nhiều mục để khám phá. Chúng ta vô cái trang cá nhân và xem cấp bậc của mình. Khi mà mới đăng nhập thì cấp bậc của các bạn là thành viên gỗ và cấp của bạn là cấp 1. Cứ 10 cấp thì các bạn sẽ được lên sao. Ví dụ như 10 cấp thì các bạn sẽ lên đồng. 11 thì 20, lên 20 thì các bạn sẽ là thành viên bạc. 30 thì thành viên vàng, từ từ cái tăng hạng Tiger. Mỗi lần tăng hạng Tiger thì các bạn sẽ có phần thưởng morphine rất hấp dẫn này các bạn. Cấp độ 20 thì phần thưởng của bạn là 100 nè. Đó. Rồi, các bạn tiếp tục vào ví và tài khoản vào ví của tôi để chúng ta cùng xem ha. Ví này hấp rất hấp dẫn các bạn. Chúng ta đổi morphine ra tiền Việt Nam. Từ tiền Việt Nam cái chúng ta cái vào cửa hàng và mua cặp điện thoại. Các bạn vào đổi morphine thì các bạn đưa nhập cái số morphine của các bạn cần đổi, dù 0.1 nó cũng đổi cho các bạn nha các bạn. Rồi các bạn nhấn vô tôi muốn đổi và thực hiện thôi. Cái số tiền Việt Nam khi mà tôi muốn đổi xong thành công thì số tiền Việt Nam của bạn sẽ tăng lên. Khi số tiền Việt Nam của bạn có đủ rồi, bắt đầu vào cửa hàng để bắt đầu đổi thẻ morphine, thẻ điện thoại ha. Rồi